Đây nè. Ôi là trời, vì mỏng anh thích luôn mọi người. Thật ra cái này á là tại vì mình có xem một số người làm rồi á, nên mình áp dụng làm theo chứ không phải là làm tầm bậy tầm bạ đâu nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ giật một phát cho ông thức nha mọi người. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình nha. Thì lúc trước á, chồng mình đi nhậu á, cái mình cũng bực bội, mình thấy khó chịu lắm mọi người. Mà dạo này ổng đi nhậu về á, cái mình cũng thấy vui vui trong lòng. Mọi người biết sao không? Kiểu ổng nhậu xong rồi ổng nằm một đống, mình mới làm này làm kia được ổng. Ok mọi người, thì mình cho mọi người xem cái này nè. Đây nè mọi người. Mọi người biết đây là cái gì không? Bạn nào biết rồi thì thôi, còn bạn nào không biết á, thì xem video để cho để biết tôi chuẩn bị làm gì ổng nha. Ok thì bây giờ mình tiến hành thôi. Mọi người xem nha. Đây nè. Ôi là trời, vì mỏng anh thích luôn mọi người. Thật ra cái này á là tại vì mình có xem một số người làm rồi á, nên mình áp dụng làm theo chứ không phải là làm tầm bậy tầm bạ đâu nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ giật một phát cho ông thức nha mọi người. Bây giờ
con Tâm vô có làm mà nó ra cái cây của con Tâm nó còn chọc nên em lấy thương em. Thì em giật một cái mặt cho nó đã thôi trời. Thôi rồi chứ không giật anh làm gì. Đâu đó nên gỡ từ từ. Gỡ từ từ, đem gỡ từ cho. Không thôi. Thì em gỡ từ từ thiệt. Không, em gỡ nhẹ. Là cái gì đâu á, gỡ nó à. Em gỡ như em có thế. Thôi nè, gỡ từ dưới lên này nè, đang gỡ cho anh có thế anh ấy. Em gỡ gì nhẹ, muốn lấy tay đây. Ê à. Ủa trời ơi, em quét mỏng quá rồi. Cứ có trời. Ra. Ra. Buông ra. 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 Trời là trời, kinh khủng thiệt chứ. Ủa mẹ đi gỡ ra cho. Mẹ anh nhìn đi. Ô là trời ơi, này cái đó mà. Nó gà bạc cái da chết luôn nè, anh nhìn thấy không. Đó, được đó, được đó. Là trời. Được đó, được đó, em thích rồi đó, em bắt đầu thích rồi đó. Được đó. Ôi từ từ. Từ từ thôi. Khổ này nãy em. Từ từ. Nãy anh nó có để dò ngay thẳng cho em nào chứ. Đâu, đâu. Là chẳng có ba đàn ông không vậy? Không. Đâu, đâu. Nhẹ. Đâu. Nhẹ. Đâu. Đâu, ngừng rồi. Ngừng như vậy. Ôi, nhớ anh đang ngủ mà sao anh tỉnh nhanh vậy? Đúng. Thì ngủ tiếp đi. Giờ anh ngủ đi, ngủ coi như chưa có chuyện gì đi. Thôi, đâu. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Từ từ nhẹ. Đâu, đâu. Chứ anh để gì đúng không vậy? Trời ơi. Đừng nghĩ vậy thôi. Ôi là trời, đã quá quá, đã quá đã luôn. Ôi tự giận. Ôi anh tự giận. Sao tự giận được đấy em giật. Ôi em, anh giật anh sợ đau. Anh ngủ tiếp đi. Đau quá. Nó còn đi nhậu nữa. Đừng muốn ra đi ra chết thôi. Đi đây em giật cho. Ôi. Ê chữ mày, chữ. Đi đây em giật cho trời ơi. Ủa chứ bình thường anh coi trên TikTok anh nói trời giật nó chắc đã lắm nè. Cái này là em lúc nhẹ vậy thôi chứ em chưa lúc sâu đó. Ôi đau quá. Tại đây đỡ từ nào nó tương sức lại đó. Sao mà sức được. Được đỡ được. Cái này nhiều khi nóng nó mới tan chảy thôi à. Chứ không bao giờ nó sức được chứ. Thôi, cởi nó đi. Thôi, đừng, đừng có giật, thôi, nó càng giật đâu. Bây giờ mình đã biết cảm giác của nút càng sâu nó càng đã. Thôi, em muốn nút vô nữa. Hồi nãy em hơi cạn á, muốn nút càng xa ha. Làm sao bạn đi nhậu em sẽ rút thật sâu tới. Thôi, cởi đi được, giúp kỳ nào mới sức cởi nó. Sao mà tự sức được. Thôi. Buông ra. Thôi. Đi. Không, không được. Nó anh để gì sao anh thở được. Này em làm một phát cái chỗ nó đã lắm trời, lên cái đỉnh luôn. Thôi rút ra nó đi. Thôi để nó tự rút, em đi ra ngoài. Thôi em tự rút thì cũng có rửa đâu. Anh muốn cái tay em nghe thôi. Thôi đừng có rút đau. Ủa sao anh không ngủ nữa đây, anh ngủ đây. Nói chờ thôi mà đi nhậu. Thôi mà đi nhậu. Ai nói nhậu hết không? Thôi. Đau quá à. Thôi chạy quá đâu. Ok đi. Thôi ngủ rồi. Thì thôi. Thì giờ làm gì làm đi. Thì giờ lát kìa.
Đứng lại ra ngoài đi. Ngực nè. 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 Ôi đau được. Đi ra cho kia. Không. Em làm một bên cho anh coi. Không. Không. Chứ anh để thì sao? Anh để thì sao mà chịu được? Để chéo lên cắt. Em đâu có đi nhậu về mà em ngủ vậy đâu. Mốt đi nhậu nào. Nhậu nào. Ngủ. Còn cái chồng này nè. Mới mốt mà anh đi nhậu về lén lọt cái chồng này nè. Theo không? Hay không? Mà sao mát lỗ mũi? Không mà nó vẫn còn mà đâu hết rồi đó. Trời ơi. Đau chết vậy. Im không? Mũi móc lần nữa nè. Cái gì vậy? Làm gì móc hoài vậy? Sao? Cảm giác sao? Lạnh hả mũi? Đau. Cái giò đen mắt lắm trời. Ôi giảm quá à. Cái giò có mấy cục lông à. Thôi. Cái này luôn. Một phát trời trời nó khó nhẹ lắm mà. Kéo thằng kia lên được không có sợ dưới. Vậy đưa em giật của em chứ. Không. Thôi. Thôi đem giật của anh cho. Em đâu có kéo thằng kia lên đâu có dướng đâu. Còn của anh dướng. Vô dướng à. Đang ngủ mà. Đang không chết vậy. Rồi đi ngủ nó đi. Chỉ đã hết cái đây giật rồi đó. Thôi cởi luôn đây. Ủa đi còn gì nữa đâu em giật. Còn kìa. Khô rồi. Tôi vô con mẹ ngủ. Còn mẹ đâu có khách cửa chồng đâu. Chó lẻ nào. Ok mọi người ơi, thì mỗi lần ổng say ấy, thì tôi sẽ làm cái gì đó cho ổng sợ. Nhưng mà làm gì ổng không sợ mọi người. Thì chọc này thì mình tới đây thôi nha. Mà đợt sau ổng còn đi nữa thì tôi sẽ tiến tới watch cái lòng stream của ổng nha mọi người. Ok thì video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Thì cảm ơn mọi người đã xem nha. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like và đăng kênh ủng hộ cho tụi mình nha mọi người. Bye bye.